Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 23 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên. Và sau đây sẽ là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, toàn tỉnh có gần 6.500 thí sinh đăng ký dự thi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI là chỉ số đo lường chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh trên 10 lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Do vậy, việc đẩy mạnh cải thiện, nâng cao điểm số cũng như thứ hạng PCI theo hướng bền vững là nhiệm vụ quan trọng đang được tỉnh Điện Biên nỗ lực thực hiện. 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo nghề được trên 2.300 người. Tỷ lệ lao động có việc làm với thu nhập ổn định sau khi học nghề đạt mục tiêu trên 75%. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Điện Biên tổ chức họp về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có gần 6.500 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Trong đó, giáo dục trung học phổ thông hơn 6.150 thí sinh và giáo dục thường xuyên hơn 300 thí sinh. Trong gần 6.500 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, có hơn 2.570 thí sinh là nữ, hơn 5.100 thí sinh dân tộc thiểu số và 672 thí sinh tự do. Các thí sinh tham gia thi tại 23 điểm thi với 290 phòng thi. Tính đến thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các đơn vị địa phương có liên quan triển khai công tác chuẩn bị kỳ thi đúng kế hoạch đề ra. Trong đó, công tác dạy học, ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện dịch bệnh. Về cơ sở vật chất và nhân sự kỳ thi, đã bố trí 23 điểm thi chính, 23 điểm thi dự phòng, thành lập ban coi thi. Các điều kiện về y tế, an ninh trật tự và việc hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi cũng đã sẵn sàng. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ban chỉ đạo sẽ thanh tra kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại các đơn vị, tập huấn công tác coi thi và công tác thanh tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh, đánh giá công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đến nay cơ bản đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế và chất lượng, đề nghị các thành viên ban chỉ đạo tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được của kỳ thi những năm trước và rút kinh nghiệm từ các tồn tại hạn chế, qua đó hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, nhất là về điều kiện cơ sở vật chất, in sao đề thi, vận chuyển và bàn giao đề thi để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh và khắc phục khó khăn tại các điểm thi ở vùng sâu, vùng xa, đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn, hiệu quả. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, ngày 23 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm đại biểu Lò Thị Luyến, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Tạ Thị Yên, Phó trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quang Thị Nguyệt đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hủy Xó, huyện Tùa Chùa. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên báo cáo kết quả của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, cử tri xã Hủy Xó đánh giá cao những kết quả của kỳ họp cũng như các ý kiến tham gia của các đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Nhân dịp này, cử tri xã Hủy Xó kiến nghị Đảng, Nhà nước hỗ trợ cho người dân những giống cây nông nghiệp phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cấp trải nhựa tuyến đường từ thôn Tả Hủy Tráng, xã Tùa Thàng đến trung tâm xã Hủy Xó, bê tông hóa đường liên thôn bản, đường nội đồng, đưa điện lưới quốc gia đến cụm dân cư Hủy Ca thuộc thôn Hồng Ngài và một số chế độ chính sách liên quan đến các đối tượng được bảo trợ, theo Nghị định 20 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Những ý kiến thuộc thẩm quyền đã được đại biểu Lò Thị Luyến, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên và lãnh đạo huyện Tùa Chùa giải đáp trực tiếp tại buổi tiếp xúc. Những kiến nghị không thuộc thẩm quyền được đại biểu Quốc hội tổng hợp để chuyển tới các cấp, các ngành chức năng xem xét, giải quyết.
Nhân dịp này, đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Tạ Thị Yên, Phó trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trao tặng 3 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 10 triệu đồng cho 3 học sinh nghèo vượt khó của xã Hủy Xó. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 6, huyện Điện Biên Đông đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022. Đến dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Điện Biên Đông được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ. Phần cơ chế, trên cơ sở ý định diễn tập cùng với sự chỉ đạo, đạo diễn của ban chỉ đạo tỉnh và các đạo diễn, các thành phần khung tập của huyện đã tích cực nghiên cứu, nắm bắt nội dung, vận dụng linh hoạt phù hợp với từng trạng thái quốc phòng, tổ chức xử trí theo đúng chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế địa phương, đảm bảo thực hiện tốt cả 3 giai đoạn. Phần thực binh, Công an huyện Điện Biên Đông đã tham mưu ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện xây dựng kịch bản và phối hợp với các lực lượng tổ chức luyện diễn tập phương án đấu tranh chống đối tượng lợi dụng, giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa. Phương án đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xử trí các tình huống về an ninh. Phần thực binh bắn chiến đấu, đại đội bộ binh phối hợp với dân quân cơ động xã Pô Nhi tiến công địch đổ bộ đường không bị vây ép tạm dừng tại điểm cao 1385. Các lực lượng đã vận dụng linh hoạt kỹ chiến thuật, phương pháp tác chiến, hiệp đồng chặt chẽ tiêu diệt 100% các mục tiêu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Cuộc diễn tập được Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Điện Biên đánh giá cao. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương khen thưởng 3 tập thể, 4 cá nhân. Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên Đông khen thưởng cho 11 tập thể, 57 cá nhân đã có thành tích trong diễn tập. Thưa quý vị và các bạn, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI là chỉ số đo lường chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh trên 10 lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Do vậy, việc đẩy mạnh cải thiện, nâng cao điểm số cũng như thứ hạng PCI theo hướng bền vững là nhiệm vụ quan trọng đang được tỉnh Điện Biên nỗ lực thực hiện. Những năm qua, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Điện Biên đạt được những kết quả khá tích cực. Năm 2021, dù chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19, song tốc độ tăng trưởng GRDP vẫn đạt trên 6%, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước khoảng hơn 4 điểm phần trăm, đứng thứ 2 trong 9 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc về tốc độ tăng trưởng. Theo cái quy định về thu hút đầu tư, thủ tục và thu hút đầu tư, rồi là thủ tục đầu tư là theo quy trình 14 đến 15 ngày. Nhưng mà tuy nhiên là hiện tại mà tỉnh cũng như là sở đang áp dụng theo cái cấp độ 3, cấp độ 4 thì tỉnh đấy, cũng như là sở về triển khai cái thủ tục hành chính giờ chỉ còn 2 ngày thôi. Đấy, do đó là cái tiến độ nó rất là đảm bảo đấy, và tạo điều kiện được cái thu hút các nhà đầu tư. Từng bước thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng chính quyền điện tử, tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt trên 90%, Điện Biên ngày càng tạo được môi trường đầu tư hấp dẫn. Lũy kế đến nay đã có hơn 230 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn gần 36.000 tỷ đồng. Trong số đó có 11 dự án chống mắc ca, quy mô dự kiến hơn 85.000 ha. Chúng tôi thì là một trong những tập đoàn là cũng đầu tư rất nhiều lĩnh vực. Tôi cũng là nhà đầu tư được đi thực hiện ở nhiều tỉnh. Đến thời điểm này thì tôi phải khẳng định Điện Biên là một cái môi trường đầu tư khá là tốt. Một cái cấp phép đầu tư của chúng tôi thực hiện từ lúc chúng tôi gửi hồ sơ cho đến lúc chúng tôi có cấp phép đầu tư trong vòng chưa đầy một tháng. Phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ cũng là giải pháp để tỉnh Điện Biên thu hút đầu tư. Sau khi dự án mở rộng, nâng cấp cảng hàng không Điện Biên được khởi công, thì các dự án giao thông động lực cũng đã được khởi động. Thì về cái đường cao tốc thì sẽ thực hiện đầu tư theo cái quy hoạch cao tốc Điện Biên Sơn La với tổng chiều dài khoảng 185 km. Trong đó thì ở địa phận của tỉnh Điện Biên là khoảng 99 km. Với quy mô là 4 làn xe. Việc thu hút đầu tư của tỉnh Điện Biên thời gian gần đây đã tập trung vào các dự án mà địa phương có lợi thế so sánh và khả năng tiếp nhận vốn tốt là lĩnh vực nông, lâm nghiệp, du lịch và hạ tầng đô thị.
Khi hạ tầng giao thông được đầu tư hoàn chỉnh, không chỉ giúp cho tỉnh Điện Biên thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mà còn là động lực kết nối các vùng miền trong cả nước đến với Tây Bắc. So với các địa phương trong tỉnh, huyện Nậm Pồ là địa phương thường bị sạt lở các tuyến giao thông trong mùa mưa lũ. Để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa năm nay, huyện Nậm Pồ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chuẩn bị các phương án ứng phó, giảm thiểu thiệt hại mưa lũ gây ra. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Nậm Pồ xảy ra 10 đợt mưa lớn kéo dài, làm sạt lở 375m đường giao thông, sụt sạt hàng chục nghìn mét khối đất đá. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động lực lượng hót sạt lở đất, đá, khắc phục sự cố xảy ra, đồng thời xác định rõ các điểm thường xảy ra, bố trí máy móc và phương tiện trực sẵn sàng ứng phó. Ngoài ra, huyện Nậm Pồ cũng chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thành lập tổ đội kiểm tra, đảm bảo giao thông khi xảy ra tình huống sạt lở, nhanh chóng xác định vị trí, mức độ thiệt hại, báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện để có biện pháp khắc phục kịp thời, với mục tiêu đảm bảo giao thông thông suốt, giảm tối đa thiệt hại ách tắc khi có sự cố xảy ra. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, hôm nay Hội Cựu chiến binh thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Hội Cựu chiến binh thành phố Điện Biên Phủ hiện có 14 cơ sở hội với trên 3.100 hội viên. Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố đã thực hiện đạt và vượt 11 trên 11 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Nổi bật là cuộc vận động cựu chiến binh đoàn kết gương mẫu, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững. Hiện nay toàn thành phố có 15 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã, trên 200 mô hình kinh tế giỏi, thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên do hội viên cựu chiến binh làm chủ. Trong đó có nhiều mô hình tiêu biểu có doanh thu hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động và con em cựu chiến binh. Hội đã vận động nhân dân và hội viên chấp hành tốt công tác giải tỏa, giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm của thành phố. Trong nhiệm kỳ, hội đã kết nạp hơn 430 hội viên mới, vượt 116% so với nghị quyết đại hội đề ra. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027, biểu quyết thông qua nghị quyết gồm 11 chỉ tiêu và 2 nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm kỳ 2022-2027. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần chịu khó, quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, thời gian gần đây có không ít đảng viên trẻ ở huyện Tuần Giáo đã và đang thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao. Gần 3 năm qua, gia đình anh Vàng A Lử, bản Phiêng Cứ, xã Tam Ma, huyện Tuần Giáo đã chuyển đổi trên 1 hectare đất nương canh tác kém hiệu quả sang trồng bưởi da xanh và bưởi diễn. Nhờ chịu khó học hỏi kỹ thuật, chủ động chăm sóc, lại được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu và thổ nhưỡng, nên vườn bưởi của gia đình anh Lử vụ vừa qua đã có gần chục gốc cho bói quả. Thực ra là trước đây thì là trồng cây ngô và thỉnh thoảng thì lại trồng mấy cái củ khoai sọ các thứ là chất lượng rất là thấp. Ngô thì cũng chẳng được dã nên là qua tham khảo trên sách báo rồi là qua lớp tập huấn, một số lớp tập huấn của phòng nông nghiệp thì là tôi cũng cảm thấy là trồng bưởi là sẽ đem lại năng suất nhiều hơn. Với một cây thôi là nó chiếm diện tích rất là nhỏ, nhưng mà một cây trung bình sẽ cho khoảng 70 đến 80 quả thì là cái năng suất là sẽ cao hơn. Tôi thấy hiệu quả thì cũng so với cây ngô là cũng năng suất hơn, chất lượng hơn. Thì năm vừa rồi thì tôi bán 8 gốc thì tôi nhân lên thì mỗi gốc trung bình là 1,5 triệu. Thì nếu mà đủ 500 gốc thì nhân lên thì cũng được con số khá. Tận dụng lợi thế thương mại sẵn có, vài năm gần đây gia đình chị Đỗ Thị Hiền, bản Ta Cơn, xã Triềng Sình đã vay vốn ngân hàng và các nguồn lực khác để kinh doanh hàng bách hóa tổng hợp. Nhờ năng động, biết khai thác nhiều nguồn hàng từ các nhà cung cấp có uy tín, nên đến nay cửa hàng của chị Hiền đã trở thành đại lý phân phối hàng bách hóa tổng hợp cho người dân ở một số xã như Triềng Sình, Nà Sáy, Mường Khong, Mường Thín. Hàng tháng, gia đình chị Hiền đã có nguồn thu nhập ổn định từ 15 đến 20 triệu đồng. Tôi xuất phát từ một người đảng viên trong kinh doanh thì chúng tôi luôn cung cấp và buôn bán lại cho người dân những mặt hàng đạt tiêu chuẩn tốt nhất, chống lại là cái hàng nhái hàng giả để bà con yên tâm. 3 năm gần đây, chị Lương Thị Hiền, bản Phủ, xã Khoài Cang đã đầu tư chuồng trại và thu mua bò gầy của người dân trong xã và một số địa phương khác để nuôi nhốt vỗ béo. Hiện nay một năm, chị Hiền cho xuất chuồng 2 lứa, mỗi lứa từ 7 đến 10 con bò.
lợi nhuận thu được sau khi trừ chi phí từ mô hình nuôi nhốt bò vỗ béo đã đem lại cho gia đình chị Hiền từ 120 đến 150 triệu đồng trên năm và gần 70 triệu đồng từ chăn nuôi gà, vịt, ngan, ngỗng và các loại gia cầm khác. Trước kia thì tôi cũng nuôi thả nhưng mà vì lợi nhuận kinh tế nó không được cao như mình nuôi nhốt này. Nuôi nhốt này mình không có rủi ro gì về bệnh tật, mình kiểm soát được hết. Vì giả sử như nó bị ốm đau gì thì mình kiểm soát được, mình chữa trị ngay thì mình không bao giờ rủi ro vì những cái con gia súc mình nuôi ấy. Còn mình nuôi thả thì nó, ví dụ như nó bệnh tật thì mình không phát hiện sớm thì nó lại thiệt hại về kinh tế gia đình nhà mình. Với cách làm kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhiều đảng viên trẻ tại huyện Tuần Giáo đã phát huy được vai trò của mình và trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế xã hội, thu hút được đông đảo nhân dân tin tưởng, làm theo, góp phần vào việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã đề ra. Những năm gần đây, lĩnh vực nuôi trồng và dịch vụ thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày càng đa dạng. Nhiều giống thủy sản có giá trị được đưa vào nuôi, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ nông dân. Để khuyến khích phát triển thủy sản theo hướng bền vững, tỉnh Điện Biên đã ban hành nhiều cơ chế chính sách phù hợp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Điển hình như quyết định số 45 ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh. Từ những chính sách thiết thực đã tạo động lực để người dân, doanh nghiệp phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình nuôi cá rô phi đơn tính trong ao, lồng bè tại các hồ thủy lợi, thủy điện, các loại cá nước lạnh có giá trị kinh tế cao như cá hồi, cá tầm, cá lăng chấm, chiên, diêu hồng. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã chủ động lồng ghép các nguồn vốn sự nghiệp của các chương trình như xây dựng nông thôn mới 30A để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển thủy sản. Nhờ đó, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt gần 2.700 ha. 6 tháng đầu năm 2022, dự ước sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác đạt gần 2.000 tấn, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù sản lượng chưa lớn, song cũng đã góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong bối cảnh chịu tác động từ đại dịch COVID-19. Mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh COVID-19, song trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn đạt được kết quả khả quan. Điện Biên hiện có 14 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gồm 3 trường cao đẳng, 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên và 2 đơn vị khác. Quy mô tuyển sinh đáp ứng khoảng 8.500 đến 9.000 người trên năm. Năm 2021, toàn tỉnh đã tuyển mới được gần 8.200 người, đạt trên 100% kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, tăng 1,6% so với kết quả thực hiện năm 2020. Trong đó có trên 4.800 lao động ở khu vực nông thôn, nông nghiệp được hỗ trợ kinh phí học nghề ngắn hạn từ các chương trình dự án của nhà nước. 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh tuyển sinh được trên 2.300 người, tỷ lệ lao động có việc làm với thu nhập ổn định sau khi học nghề đạt mục tiêu trên 75%. Thưa quý vị và các bạn, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh, đoàn viên thanh niên là một trong những hoạt động được tỉnh Đoàn Điện Biên duy trì hiệu quả, qua đó góp phần giúp đoàn viên thanh niên có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp. Phản ánh của phóng viên thời sự. Hướng nghiệp và tư vấn lựa chọn nghề, chọn trường, tìm hiểu các ngành nghề trong xã hội và xu hướng phát triển các ngành nghề trong tương lai, thông tin thị trường lao động và các hoạt động đồng hành cùng thanh niên trong nghề nghiệp việc làm. Đây là những nội dung chính trong hội nghị tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên được Ban Thường vụ tỉnh Đoàn tổ chức tại trường Trung học phổ thông huyện Điện Biên. Thông qua hội nghị, 500 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã có thêm thông tin, kiến thức để lựa chọn cho mình một ngành nghề, một hướng đi phù hợp với sở thích, khả năng của bản thân và xu hướng phát triển của xã hội. Em cảm thấy hội nghị này rất là tốt đối với chúng em ạ. Nhưng chúng em đang là những học sinh 12 cuối cấp và chỉ còn một tháng nữa là bọn em sẽ bước vào kỳ thi trung học phổ thông. Nhờ có hội nghị mà chúng em có biết thêm nhiều ngành nghề, có thêm nhiều lựa chọn cho mình. Từ đó là xem ngành nghề nào phù hợp với mình để có thể lựa chọn cho mình ngành nghề phù hợp nhất. Em cũng định hướng từ sớm ạ, tại vì em sẽ chọn nghề sửa chữa ô tô, ngành công nghệ ô tô ạ. Thì sau buổi này thì em xác định được đúng đắn hơn về ngành em chọn, thì em sẽ có động lực, có một cái niềm tin vững chãi hơn về ngành em chọn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 26 hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho trên 4.400 lượt đoàn viên thanh niên.
qua hoạt động tư vấn, hướng nghiệp đã giúp gần 50 đoàn viên thanh niên tìm được việc làm và hàng trăm đoàn viên thanh niên khác có thông tin tiếp cận và cơ hội tìm được công việc phù hợp với bản thân. Hàng năm thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng như Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã triển khai đến tất cả các cấp bộ đoàn để các cấp bộ đoàn cũng quan tâm để triển khai đến tất cả các đối tượng như là các em học sinh, các đoàn viên thanh niên nông thôn và cũng như là các em học sinh tại các trường nghề, trường trung học phổ thông, giới thiệu cho các em để biết được những ngành nghề mà hay như những cái trường mà phù hợp với lại cái năng lực của bản thân cũng như là sở thích hay là định hướng xã hội để giúp trang bị cho các em có những kiến thức nhất định trong kỳ thi sắp tới cũng như là trong cái công việc lựa chọn cái ngành nghề của mình. Thực tế cho thấy sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều học sinh, đoàn viên thanh niên còn phân vân, lúng túng chọn nghề, chọn trường. Vì vậy, các hoạt động tư vấn hướng nghiệp của tổ chức đoàn là việc làm cần thiết, ý nghĩa, từ đó tạo điều kiện giúp các bạn đoàn viên thanh niên định hướng được việc học tập, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân và điều kiện kinh tế gia đình. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung của chương trình trên địa chỉ trang web dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.